Dũng Audi chỗ tôi số 1 Hải Dương xin được gửi lời chào tới toàn thể quý vị cùng toàn thể các anh chị em. Và ngày hôm nay kênh mua bán và trao đổi xe của Dũng Audi tiếp tục lên sóng cho anh chị em một cái mẫu xe mới về. Em gửi tới toàn thể mọi người một mẫu xe gia đình phân khúc hạng A, nhỏ gọn, chạy tiết kiệm nhiên liệu, phục vụ cho nhu cầu đi lại, xe thì chạy cực lành. Dòng này thì nó chạy lành nhất trong tầm phân khúc hạng A rồi. Trong khi đó là nó đi kèm là giá cả thì phù hợp với rất là nhiều anh chị em, nên là cực kỳ là thông dụng, kể cả những anh chị em mà chạy taxi vận tải hành khách người ta cũng ưa chuộng cái dòng xe này. Nếu mà taxi người ta ưa chuộng dòng xe này thì chắc chắn là gia đình dùng quá là ok rồi. Thứ nhất là giá cả nó vừa phải, thứ hai là nó cũng bền, phụ tùng thay thế thì luôn luôn sẵn có trên thị trường. Và em giới thiệu với anh chị em đây chính là một chiếc Hyundai i10 đời 2018, số tự động với dung tích động cơ 1.2, xe đẹp xuất sắc luôn, zin cả xe, máy số zin, cột kèo keo chỉ nguyên zin nguyên bản. Chiếc này của em chạy mới có được tầm 5 vạn thôi nhá, tầm khoảng 5 vạn, hơn 5 vạn thôi. Nó còn long lanh xuất sắc, sơn xì có ai nhìn nó còn bóng loáng luôn. Hiện tại chiếc xe này em chào bán cho quý anh chị em với cái mức giá là 379 triệu. Tuy nhiên thì giá thành vẫn còn có thể thương lượng thêm nếu mà quý anh chị em thực sự mà thiện chí. Alo trực tiếp về cho bên em qua số hotline là 0855 966 966, hoặc các bác có thể đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng tại lô 14.3 đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tây Long Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương để trực tiếp xem xe, test xe cũng như chạy thử xe để cảm nhận và đánh giá về chất lượng của chiếc xe này mang lại cho quý anh chị em. Ngoài ra nếu mà anh chị em nào có nhu cầu mua xe trả góp thì chiếc này em đã hỗ trợ trả góp cho chúng ta được rồi, bởi vì là nó từ đời 2016 trở đi. Cái thứ hai nữa, giá trị của xe là từ 350 triệu đồng trở lên là nó đáp ứng được, nên bác nào có nhu cầu mua xe trả góp thì cứ alo về nhá. Sau đây thì em sẽ bắt đầu đi vào review chi tiết. Đầu tiên thì em nó được trang bị cụm đèn halogen, 4 la đăng đúc dạng phay và xi nhan tích hợp trên gương. Tay nắm cửa được ốp mạ chrome, tích hợp chìa khóa mở cửa thông minh. Về sơn xi thì khỏi phải bàn rồi, sơn xi còn quá là đẹp. Đây là phần thân bên phụ này. Em đi vòng ra đằng sau, giới thiệu về công nghệ cũng như là cho các bác xem sơn xi đằng sau của chiếc xe này luôn. Nét căng luôn nhá. 4 cảm biến lùi đằng sau. Có luôn 4 cảm biến lùi đằng sau, cảnh báo va chạm sớm, tránh những cái va chạm rủi ro không đáng có xảy ra. Và sau đây thì em sẽ đi vòng sang phần thân bên lái để cho mọi người ngắm kỹ hơn về tổng thành, form dáng, sơn xi, ngoại thất bên ngoài của chiếc Hyundai i10 đời 2018 này. Số tự động dung tích động cơ là 1.2, order chạy có 5 vạn thôi, hơn 5 vạn nó còn quá là đẹp và xịn sò. Nhanh tay alo ngay cho Dũng Audi để sở hữu chiếc xe này. Còn bây giờ thì bắt đầu đi vào bên trong nội thất của xe để review cho chúng ta về mặt nội thất của chiếc xe này sau khi mà cho các bác ngắm tổng thành, form dáng, sơn xi xong. Trong tầm khoảng hơn 5 vạn. Các bác nhìn nó còn long lanh chưa? Đấy, mọi thứ nó còn nguyên zin hết nhá. Mọi thứ nó còn nguyên zin nguyên bản hết. Từ bộ ghế da các kiểu, ghế da ở giữa là nấp nỉ, bộ ghế các thứ nào cũng còn nguyên zin. Và tiếp theo ở đây thì em này trang bị là trần nỉ nguyên bản này. Đấy, có trần nỉ nguyên bản theo xe nhá. Táp ly táp lô này. Nó cứ gọi là đẹp căng. Được chưa? Cánh sau này, cánh trước này. Táp ly táp lô. Cực đẹp. Ok chưa? Tiếp theo nữa ở đây thì chúng ta sẽ nhìn đến cái vô lăng này, càng đẹp luôn nhá, vô lăng càng đét luôn. Đây này, táp ly hai tông màu này, củ số các kiểu này. Đấy, còn rất là đẹp nhá. Vô lăng thì được tích hợp một số phím chức năng, cái này có màn hình giải trí theo xe và để ấn nổ thông minh start stop là cũng đã có rồi, có để ấn nổ thông minh start stop các kiểu nhá. Nhìn chung là một chiếc xe gia đình nhỏ gọn, nó chủ yếu nó phục vụ cho chúng ta nhu cầu đi lại, nên là option nó không có quá nhiều những cái công nghệ nổi bật. Có luôn cả cân bằng điện tử rồi này. Đấy, cân bằng điện tử chống trơn chống trượt có hết rồi nhá. Sau đây thì em sẽ đi luôn về review chi tiết về mặt chất lượng của xe. 4 phanh ABS có luôn nhá, chiếc này của em là 4 phanh ABS hết rồi. Mọi người nhìn đây, thì cái chỗ này là cái phần rằng cửa các thứ này. Đấy, răng cửa đây nhá. Đấy, các bạn nhìn đây, nó gọi là quá đẹp và đẹp tuyệt vời luôn. Được chưa? Rất đẹp. Bu lông bản lề dưới cũng như là bu lông bản lề trên này, nó gọi là căng kịch tầm nhá, căng kịch tầm luôn. Đấy. Bắt đầu quay đến cái phần chỉ này, quay cho chúng ta về phần chỉ. Đây, chỉ chiếc đây, nguyên zin nhá, chỉ chiếc nguyên zin nguyên bản, căng đét luôn. Đấy, chỉ là nguyên zin, căng đét, căng kịch tầm luôn. Và tiếp theo nữa, ở đây thì có thêm cái phần bu lông bản lề trên cột, bu lông bản lề trên này và bu lông bản lề dưới này, thì chúng ta nhìn này. Đấy, nét căng, được chưa?
nó chưa có cái hiện tượng là mở ốc hay tháo rỡ ở trên những cái con bu lông này. Rồi bắt đầu về đằng sau nữa. Về đằng sau nữa thì chiếc này này, chỉ chiếc này cánh đằng sau này. Đấy, phần chỉ cánh đằng sau đây nhá. Và tiếp theo là những cái phần răng cửa này, những cái bụi màu theo thời gian là nó còn nguyên. Bụi màu theo thời gian còn nguyên. Và bu lông bản lề trên này. Và bu lông bản lề dưới này. Đấy. À, mở cái phần khoang động cơ ra. Mở khoang động cơ dài, lát nữa sẽ đi một vòng quanh xe review luôn cho chúng ta về cái mặt về khoang nội thất bên trong. Rồi. Thì phần về đằng sau này thì form dáng thiết kế thì chúng ta để ý kỹ giúp em là nó không có hiện tượng là lệch lạc về form hay lệch lạc về dáng nhá. Đấy, lệch lạc về form hay lệch lạc về dáng này. Tiếp theo bên này nữa này. Đấy, thì nó không có hiện tượng là lệch lạc về form hay lệch lạc về dáng. Ở phần chỉ trong thì nó cứ gọi là căng đét luôn, bu lông bản là thì nó chưa có cái hiện tượng là mở hay tháo rỡ ở cái phần bản lề, phần nắp cốp này. Được chưa? Đấy. Bắt đầu xuống phần sắt xi khung gầm. Ở phần sắt xi khung gầm bên dưới này thì đây là cái phần răng cửa, à cái phần thanh răng ở dưới này. Không có han gì nhá, han gì mối mọt, han cắt kem nó không có, nguyên tem kìa. Đấy, cái phần tem bên dưới nó vẫn còn nguyên kìa. Nguyên tem luôn, còn rất là mới. Rồi, đi vòng sang phần thân bên phụ để review chúng ta về cái mặt chất lượng của cái phần thân bên phụ trên chiếc xe này. Ở đây chúng ta nhìn cái phần răng cửa này. Đấy. Rồi bu lông bản là trên này. Cũng như là bu lông bản là dưới này. Được chưa? Tiếp theo là cái phần chỉ. Ở đây thì chúng ta sẽ nhìn đến cái phần chỉ này. Chỉ căng đét nhá, căng tì tầm nhá. Tiếp tục lên. Lên trên này, lên phần cánh trước này. Trước đây. Nguyên zin rồi nhá, nguyên zin rồi. Và răng cửa này. Đấy, không răng cửa này. Và bu lông bản lề trên này. Cũng như bu lông bản lề dưới. Nói chung là những cái bụi màu theo thời gian thì chúng ta không thể tránh khỏi được rồi. Không thể tránh khỏi. Bắt đầu đi vào bên trong phần khoang động cơ để quay cho chúng ta về bên trong phần khoang động cơ. Nó cứ gọi là zin đét cả xe luôn. Ở đây thì cái phần bên trong phần khoang động cơ nhá, nó khô ráo, không có hiện tượng chảy dầu hay chảy mỡ. Tất nhiên là đời cao đời 2018 rồi. Và ở đây chúng ta để ý là cái phần keo đuôi chuột này. Đấy, xe của em nó zin từ dàn cò zin xuống nhá. Zin từ dàn cò luôn, keo đuôi chuột này. Rồi ốc ác này. Chưa có cái hiện tượng là mở ốc hay tháo rỡ nhá. Chưa có hiện tượng gì là mở ốc hay tháo rỡ. Máy số nó cứ gọi là zin đét rồi, zin từ dàn cò zin xuống luôn. Đây. Đấy. Keo hộp số đỏ chét luôn nhá. Keo hộp số đỏ chét. Còn ly lông ở trên cái này nó còn chưa bóc này. Đây ly lông hộp cầu trì này. Còn nguyên này. Xe nó cực kỳ là chất lượng nhá. Và ở đây chúng ta nhìn này. Ốc cabo này. Xuống những cái phần form dáng bên dưới này. Đấy. Nó không có tí nào gọi là lệch lạc về form hay về dáng nhá. Không có tí nào lệch lạc về form hay về dáng. Sang bên này nữa. Đây là cái phần ốc cabo này. Và ở bên dưới này thì cũng tương tự thôi, nó không có cái hiện tượng là lệch lạc về form là lệch lạc về dáng. Đó là tổng thể của một chiếc Hyundai i10. Để quay lại cho chúng ta về xem tổng quan về cái phần động cơ này. Đấy, ốc chân máy nhá, keo đuôi chuột các thứ là nó còn zin từ dàn cò zin xuống luôn rồi. Được chưa? Những con ốc ăn này, ốc những chi tiết nhỏ nhỏ này nó còn nguyên màu sơn đây. Đấy. Như vậy thì em đã review xong cho chúng ta một mẫu xe gia đình nhỏ gọn phục vụ cho nhu cầu đi lại. Hyundai i10 2018 với dung tích động cơ là 1.2 số tự động, chạy vô cùng là tiết kiệm nhiên liệu. Với giá thành của em này là 379 triệu còn thương lượng thêm. Nếu bác nào mà thực sự thiện chí thì alo trực tiếp về cho Dũng Audi để thương lượng giá cả 0855 966 966. Còn bây giờ xin kết thúc video giới thiệu về xe tại đây. Cảm ơn anh chị em đã quan tâm theo dõi và nhiệt tình ủng hộ. Xin trân trọng cảm ơn, xin kính chào và hẹn gặp lại quý anh chị em ở những video tiếp theo.
Xin chào và hẹn gặp lại.